Chào mừng các bạn đã đến với trận đấu thứ hai giữa cặp đấu Clement và Kitchen trong giải đấu Solo A4 do cộng đồng A4 Việt Nam tổ chức. Ngày hôm nay thì đến với trận đấu thứ hai này thì hai player của chúng ta lựa chọn cho mình một ship giống nhau. Đó chính là Ottoman. Cả hai đều lựa chọn cho mình con Ottoman thì này thì với cái lối chơi của cả hai thì không biết rằng là có sự giống nhau cũng như là sự khác nhau nào hay không. Khi mà bên này Kitchen, anh ta đang bắt đầu cắt dân ra ăn đá cũng như là thiết kế xong cho mình cái trường quân sự đầu tiên rồi. Còn Clement thì sao, anh ta cũng đã bắt đầu cắt dân ra để thiết kế cho mình cái trường quân sự đầu tiên với cái trường quân sự và mang lại cho mình những cái đơn vị quân Fury đến từ con Ottoman này. Thì không biết rằng là cả hai bên sẽ có mắt với nhau như thế nào hay đây. Đây là một trong những cặp đấu khá hiếm hoi khi mà lựa chọn cho mình đơn vị quân giống nhau như thế này. Bởi vì từ đầu giải đấu đến bây giờ thì chúng ta chưa thấy một cái cặp đấu nào mà đánh cho mình những đơn vị quân giống nhau trong cùng một trận đấu cả. Vậy nên rằng là với những cái đơn vị quân giống nhau và với những cái công nghệ giống nhau, với những cái quân sự giống nhau thì không biết rằng là về kỹ năng cũng như là về chiến thuật thì không biết rằng là anh em sẽ đánh như thế nào khi mà cầm cho mình những con giống nhau như thế này. Kitchen đang bắt đầu cắt hai dân ra để có thể ăn cho mình bãi vàng rồi. Trong khi đó Clement thì sao, anh ta đang ăn vàng với ba con dân cơ, thì có lẽ rằng là Clement sẽ nhanh đủ vàng hơn một chút. Bây giờ đang bắt đầu đi dò những con cừu rồi. Con cừu ở khu vực góc bản đồ phía bên của Kitchen trước. Còn phía Clement thì sao, Clement cũng quyết định dò cho mình cũng phần ở những cái phần khu vực lãnh thổ ở phần bên mình trước. Có cho mình một con giáo đầu tiên đến từ Clement rồi, đến từ Kitchen rồi. Trong khi đó Clement thì cũng vậy. Cả hai bên đều ra cho mình cái trường quân sự và đều cắm cho mình con giáo ở khu vực bãi vàng. Tránh cái tình trạng mà đối phương harass cho mình bãi vàng rất sớm. Ở bên này thì với cái bãi vàng của Clement thì theo như tôi đánh giá một bãi vàng cũng khá đẹp. Khi mà có cho mình hai bãi vàng khá sát nhau cùng với nó bãi hiêu, anh ta có thể lựa chọn cho mình cái nhà chính thứ hai. Với con Ottoman này ở khu vực bãi hiêu này thì nó cũng sẽ rất đẹp mà thôi. Khi mà ở đây có cho mình tận hai bãi hiêu cũng như là hai bãi vàng kèm thêm một bãi đá. Trong khi đó Kitchen thì sao, Kitchen chỉ có cho mình một cái bãi quả gần nhà, cũng như phía bên này cũng có thêm cho mình bãi vàng một bãi quả mà thôi. Và nếu anh ta muốn ăn hiêu thì anh ta sẽ phải đi lên khu vực gần giữa bản đồ xa hơn một chút. Trong khi đó máy giao long biên anh ta đang bắt đầu thiết kế cho mình cái giáo đường thấp đôi, và cũng như Clement cũng vậy. Nhưng với Clement thiết kế cho mình cái giáo đường thấp đôi với 4 con dân thì sẽ chậm hơn một chút so với 5 con dân của Kitchen. 5 con dân trốn đâu nhỉ? Ôi mẹ, 5 con dân khó nhìn thế nhỉ? 5 con dân chui mẹ vào trong cái gọi là giàn giáo ở trong này rồi à? Không nhìn thấy một cái gì luôn, gà thấy đúng một con, thấy một cái đít này. Sợ thật. Mấy giờ long biên đang bắt đầu dò cho mình được khoảng 5 con cừu chạy về nhà rồi. Trong khi đó Clement thì sao, số lượng cừu cũng không phải là quá nhiều. Khi mà anh ta chả có cho mình một con cừu nào cả. Anh ta khả năng trả cừu rồi, nhưng khi đi sang khu vực nhà của Kitchen thì cũng không còn con cừu nào cả. Có, chắc chắn là sẽ mất con giò này rồi. Tôi đang định nói là có mất con giò này không, khi mà chắc chắn là sẽ mất con giò này khi mà chạy vào khu vực trong tầm nhà chính của Kitchen, mà Kitchen phát hiện ra rất sớm. Anh ta rút luôn cho mình 15 con dân vào khu vực nhà chính. Bắn ra như AK như thế thì con giò nào mà chịu cho nổi. Hai tên là đi mà thôi, không kịp chạy ra đến từ Clement và mất đi cho mình con giò. Chúng ta hãy cùng xem tầm nhìn của Clement chỉ còn lại là khu vực một chút ở khu vực nhà chính mà thôi. Cái phần tầm nhìn ở khu vực phía bên trong bãi vàng này thì Clement đang chưa có một chút thông tin nào cả. Đã lên đời thành công đến từ cả hai bên rồi. Sau khi lên đời 2 thì không biết rằng là Kitchen cũng như là Clement sẽ lựa chọn thêm cho mình đơn quân nào đây. Thiết kế cho mình một cái lò rèn để có thể ra thêm cho mình những cái công trình quân sự quanh cái lò rèn này để có thể sóc quân một cách nhanh hơn. Cũng như là cái trường quân sự này nó ra quân free nhanh hơn. Clement thì sao? Với một cái bài đấu anh ta cho khá nhiều dân, 4 con dân đi ăn đá như thế này,
thì ý đồ ra thêm nhà chính cũng có thể xảy ra khi mà không biết anh ta sẽ lựa chọn ra thêm cái trường quân sự hay là ra thêm nhà chính đây, khi mà bây giờ anh ta chỉ có cho mình dân ăn gỗ cũng như là dân ăn đá mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng là lựa chọn cho mình cái nhà chính ở khu vực như tôi vừa nói thì cũng sẽ là hợp lý. Bên này thì sao? Kiệt Trần với một cái bài đấu mà anh ta thiết kế cho mình thêm một cái trường quân, à một cái nhà lính cũng như là một cái nhà cung như thế này, thì có lẽ rằng là anh ta sẽ đẩy rất mạnh ở thời kỳ đời 2 rồi và đẩy rất sớm rồi. Việc mà đẩy sớm như này thì Clement có lẽ là rất khó để có thể thiết kế cho mình ở thiết kế cho mình cái nhà chính thứ hai ở khu vực đẹp được, khi mà bị áp lực đơn vị quân đội như thế. Sau khi dò xong thì có lẽ là Kiệt Trần phát hiện ra là ý đồ ra thêm nhà chính chăng? Không biết Kiệt Trần có ra đẩy quân lên hay không. Vẫn đang đứng cho mình những con giáo cũng như những con cung thủ ở nhà mà thôi. Bên này thì Clement cũng vậy. Anh ta thiết kế thêm cho mình một cái trường quân sự cũng như thêm một cho mình một cái nhà lính và một cái trường bắn. Giống hơi giống một chút so với Kiệt Trần, nhưng mà anh ta lời hơn là một cái chuồng ngựa. Tôi vừa thấy một cái chuồng ngựa và một cái trường quân sự, nhưng mà không, không phải chuồng ngựa. Anh ta quyết định ra thêm cho mình cái trường bắn cơ, không phải chuồng ngựa làm gì cả. Và anh ta sẽ đã kết thúc ăn đá rồi thì có lẽ ý, anh ta sẽ dừng lại ăn đá ở lại tại đây. Anh ta vẫn còn cho mình thêm 100 đá nữa, đủ cho mình thêm một cái trường quân sự, nhưng mà anh ta sẽ cần phải nâng cấp cái công nghệ thêm trường quân sự thì mới có được. Cái trường quân sự đầu tiên đến Glemen đang bắt đầu sóc cho mình con meter đầu tiên. Còn phía bên này thì sao? Trong khi đó Kiệt Trần chưa có một con meter nào. À đâu, anh ta bắt đầu có con meter rồi. Con meter đang bắt đầu được triển khai từ cái trường quân sự rồi. Con meter đã có đến từ 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 Kiệt Trần và có trước cả Glemen cơ. Bây giờ là số lượng quân của Kiệt Trần đang là rất nhiều ở đây, khi mà anh ta thiết kế cho mình những cái công trình quân sự sớm hơn và sóc quân một cách sớm hơn. Vì với số lượng quân như thế này thì có lẽ là Clement sẽ phải rút lui về mà thôi. Sẽ phải chờ con meter đầu tiên của Clement ra thì mới có thể tự tin để có thể combat được. Nếu không có cho mình những con meter thì có lẽ là việc đối đầu giữa hai con Ottoman với nhau thì có lẽ sẽ rất khó để có thể thắng, khi mà không có cho mình những con meter. Đây rồi, đang bắt đầu vào trong khu vực những công trình quân sự của Clement rồi. Đang đảo qua một vòng xem là những cái khu vực tài nguyên nó nằm ở chỗ nào. Đấy, đang bắt đầu đảo qua khu vực bãi gỗ rồi. Bãi gỗ ở đây cũng sẽ không quá là khó khăn, khi mà anh ta có ý đồ ủi đi cho mình cái trường quân sự trước thì phải. Nhưng mà rất khó, anh ta sẽ phải cần thêm là những chiếc ram. Nhưng mà bây giờ anh ta chưa có một công nghệ nào cả. Nhưng mà ở đây, bên này thì sao? Đang bắt đầu combat ở khu vực đầu tiên rồi. Mất cho mình con giò đến từ Kiệt Trần. Nhưng mà ở đây số lượng lính giáo cũng như là số lượng cung thủ đến từ Kiệt Trần đang là nhiều hơn. Thì không biết số lượng quân đến từ Clement đang combat ở đây đang là hơi mạo hiểm một chút. Hơi mạo hiểm một chút với những con cung thủ này. Chỉ có cho mình những con cung thủ mà thôi và một con meter thì nó là không đủ. Ở đây Kiệt Trần có mình những con lính giáo và số lượng cung thủ cũng đang là nhiều hơn. Chưa thấy một tình huống nâng cấp nào đến từ cả hai bên cả. Clement anh ta có nhỉnh hơn một cái công nghệ đấy như là xe để tay cũng như là công nghệ chặt gỗ. Thì số lượng gỗ của anh ta sẽ là nhỉnh hơn. Anh ta đang có khoảng 600 gỗ trong một phút rồi. Kiệt Trần thì sao? Với cái số lượng cung nhiều như Clement này thì anh ta đang bắt đầu sóc cho lâng cho mình công nghệ giáp chống tên đầu tiên. Clement tôi nghĩ anh ta sẽ phải ra thêm cho mình nhiều nhiều cung hơn một chút, khi mà với cái số lượng cung đông như thế này thì có lẽ là với những pha combat quan trọng thì số lượng cung nó quyết định rất nhiều, bởi vì cả hai bên cũng không có quá là nhiều kỵ và cũng không có cho mình những cái đơn vị kỹ nặng. Vậy nên bây giờ là những con cung thủ là những con rất là quan trọng khi mà số lượng cung thủ mà nhiều hơn. Đây rồi,
có phát hiện ra đến từ cả hai bên hay không, khi mà đang bắt đầu chạy vào khu vực tầm nhìn của kia chân rồi. Con kỵ này nó là không đủ, khi mà ở đây có cho mình hai con tu sĩ được xin ra ở cái công nghệ gì gì đấy tôi không nhớ rõ lắm của Ottoman, nhưng mà hai con tu sĩ này có khả năng hồi máu ở trong vùng xung quanh con tu sĩ này. Vậy nên với cái công nghệ hồi máu như thế này thì có lẽ là đơn vị quân của Gamer sẽ phải rút lui về mà thôi. Với số lượng quân vẫn cũng đang là nhiều hơn nữa cơ. Số lượng quân của Kitchen vẫn đang là nhiều hơn, và những cái đơn vị counter cũng sẽ là nhiều hơn. Vậy nên rằng là Gamer không có một cái cơ sở nào để có thể đánh thắng trong pha combat này cả. Mất khá nhiều quân đến từ Clement rồi. Anh ta ở đây có cho mình hai con ngựa cơ. Hai con ngựa này tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng mà hai con ngựa này mỗi con búp một cái công nghệ được không ta? Thì nó có tính không ta? Vẫn tính rồi anh em. Ờ hình như vẫn tính thì phải anh em ạ. Mình không là một người chơi quá nhiều con mông cổ. À không phải là một người chơi quá nhiều những cái đơn vị quân khác. Vậy nên là mình chỉ biết mỗi con mông cổ thôi. Và một vài con khác mà thôi. Mấy cái tình huống này thì tôi không rõ con Ottoman để làm như cái này mới nha. Có nghĩa là hai con này vừa búp được cả tốc độ đánh, vừa búp được cả ấy à? À đâu, có búp được cả hai không nhỉ? Bởi vì tôi thấy là ở đây này, cái này là lưng giáp cung này, thì giáp cung là à, vừa rồi tôi nhìn nhầm thì phải, hình như chỉ búp được một cái thôi anh em. Chắc búp được một cái thôi. Không sao, quay trở lại trận đấu. Cả hai bên cũng đều có cho mình 3 meter rồi. Bên này có hai con thôi. Kiệt Trần có cho mình tận 3 con cơ. 3 con thì một con mang lại cho mình đó chính là cái giáp chống tên. Ở đây là có cho mình những con tu sĩ hồi máu. Thì có lẽ anh ta cũng chỉ là nhấp nhả khu vực trước cửa này mà thôi. Sẽ phải rút lui quân về bởi vì cái nhà chính đến từ Grand bắn là rất đau. Mất cho mình con meter đầu tiên là cái chắc chắn rồi. Con meter thứ hai đang bắt đầu bị mất đi. Bởi những con cung thủ của Clement cũng như nhà chính bắn ra là rất đau rồi. Nhưng mà số lượng quân của máy giao long biên ở đây đang là rất nhiều. Và cộng hưởng thêm những cái công nghệ hồi máu đến con tu sĩ. Vậy nên là đơn vị quân này đang là rất trâu. Ăn được rất nhiều dân từ Clement cơ. Không biết là Clement có chấm hết trong pha combat này hay không. Khi mà không có dấu hiệu chạy dân nào cả đến từ Clement nào cả. Đến từ Clement. Khi mà anh ta vẫn đang chỉ đứng dân ở đây để có thể ăn cho mình cái đám cừu này. Không có một tình huống chạy dân nào đến từ Clement cả. Anh ta mặc kệ cho những cái đơn vị dân ăn cừu chết đi dần dần mà thôi. Và đơn vị quân đến từ Clement cũng không còn nữa rồi. Hai con tu sĩ hồi máu vẫn còn sống đến từ... À đâu, tôi vừa nói xong thì một con chết rồi. Một con lăn cu đơ ra chết rồi. Nhưng mà con thứ hai có chết hay không khi mà đang bắt đầu bị rượt đuổi bởi con kỵ nhẹ rồi. Và những con cung thủ ở đây không giữ được rồi. Con tu sĩ thứ hai cũng không giữ được đến từ cái trận. Trong cái pha vừa rồi thì có lẽ rằng là Kiệt Trần không có cho mình những cái ram nào, thì có lẽ là Clement sẽ có thể rút quân về sau cái nhà chính một chút nữa và chạy dân ra khu vực combat, thì có lẽ anh ta vẫn có thể giữ được dân và có thể giữ được một lượng quân đội nhất định nào đó. Nhưng mà số lượng quân đến từ Kiệt Trần đang là rất đông ở đây. Vậy nên là đơn vị quân của Lumen đang không tích tụ được. Anh ta đang mất dần đi những cái đơn vị quân của mình. Số lượng quân của Kiệt Trần đang là nhỉnh hơn là rất nhiều. Anh ta đang có đơn vị quân sự là 33. Trong khi đó Clement chỉ bằng một lửa mà thôi. Bây giờ thì sao đây? Với cái số lượng dân vẫn đang ít ỏi như thế này, và lượng tài nguyên cũng không phải là quá nhiều trong khu vực nhà chính, anh ta không còn quá nhiều cừu. Việc mà không còn nhiều cừu như này thì có lẽ anh ta sẽ phải cắt dân ra ăn hoang thôi mà thôi. Khi mà bãi quả là khu vực đằng trước rồi thì có lẽ sẽ phải về đằng sau. Trong khi đó Kiệt Trần đã có cho mình cái ram đầu tiên, những cái ram đầu tiên rồi. Còn ram thứ hai đang bắt đầu thiết kế đến từ Kiệt Trần.
Chúng ta hãy cùng nhìn về mặt kinh tế cũng như là về mặt quân sự thì Khmer đang bị thụt xuống khá sâu sau những pha combat vừa rồi. Bây giờ là những cái ram này đang bắt đầu ủi vào đi những cái công trình đến từ Clement. Ở đây là tận 3 meter rồi. Ba con này. À, ba con này nó vừa búp cho một lớp giáp và búp cho tốc độ di chuyển. À, Kỳ Trần quyết định rằng là sẽ ủi đi cho mình cái nhà chính luôn, không phải là những cái nhà dân hoặc là những công trình khác, mà anh ta muốn dứt điểm luôn. Kỳ Trần không biết như thế nào anh ta đánh rất vội. Anh ta đánh cho mình hai trận đầu rất vội và muốn dứt điểm đi một cách nhanh chóng. Clement đang vác những con dân của mình, vác những con dân ít ỏi của mình ra để cho đá cho mình cái ram, nhưng tôi nghĩ là không kịp rồi. Với cái số lượng cung thủ như thế này thì việc đáp cho mình những cái ram nó không không thể nào tiêu diệt được. Một con cũng đã chuẩn bị mất đi rồi, nhưng sẽ rút lui về đến Kiệt Trần mà thôi. Tôi nghĩ rằng là với cái đơn vị quân như thế này thì Kiệt Trần lên ủi cho mình những cái đơn vị những cái công trình nhà dân trước, thay vì là một phát ủi đi cho mình cái nhà chính luôn. Hơi vội một tí, bởi vì số lượng quân đội của cái Trần không phải quá nhiều. Có một tên Harad nhẹ đến từ Clement, ăn được một lượng dân nhất định nhưng mà cũng không phải quá nhiều, cũng là một lợi thế. Cũng có một chút lợi thế đến từ Clement. Nhân cơ hội đó Clement cũng đã đẩy ngược lại được rồi. Số lượng quân của cái Trần đang mất đi rồi. Anh ta mất đi khá khá quân rồi. Anh ta sẽ phải tích tụ quân thêm mà thôi. Kỳ Trần đang bắt đầu cắt quân về để có thể thủ đi cho mình cái tên kỵ nhẹ này đến từ Clement. Nhưng mà Clement đã có chỉ có cho mình con kỵ nhẹ này mà thôi, không có cho mình những con giò, thì tầm nhìn đến từ Clement đang rất hạn hẹp. Anh ta không nhìn cho mình được cái khu vắng hoang đến từ Kỳ Trần, rất nhiều dân ở đây. Phía bên này sao? Những cái tên quân đến từ Clement cũng đang bắt đầu đẩy lên rồi. Kỳ Trần thì đang không có cho mình cái cột mốc không đủ ở khu vực trước mặt này cả. Vậy nên anh ta sẽ phải đỡ lại bằng quân mà thôi. Nhưng mà với số lượng quân như thế này thì anh ta có đỡ được hay không? Khi mà Clement anh ta có cho mình được một con súng thì phải. Một con súng. Lên lên ngắm vào con súng, đúng rồi. Đúng là như vậy. Lên ngắm vào con súng để có thể tiêu diệt đi cho mình con súng đó, thì những con kỵ nhẹ của Kỳ Trần mới có thể sống được, mới có thể phát huy hiệu quả của mình. Bên này thì sao? Sau khi tiêu diệt đi cho mình được hết súng thì những con kỵ nhẹ của Kiệt Trần đang bắt đầu lao lên một cách rất là điên cuồng để có thể tiêu diệt những cái đi đám cung thủ này. Về mặt tài nguyên thì có lẽ là Kiệt Trần đang có thể lên 3 được rồi. Anh ta có thể ngừng sóc quân ở thời hiện tại vì số lượng quân của anh ta cũng đã đủ để có thể thủ cho mình khu vực nhà của mình. Vậy nên anh ta có thể lên 3. Không biết rằng là anh ta sẽ lên 3 với cái công trình xưởng vũ khí ở là khu vực này là đẹp. Khá đẹp. Tôi nghĩ là vậy. Nhưng anh ta đang không có cho mình một cái đơn vị quân, đơn vị dân nào ăn vàng cả. Vậy nên rằng là anh ta với đang chỉ dừng lại với số lượng vàng là không phút trên không vàng trên phút là 539 vàng mà thôi. Anh ta không có ý đồ lên 3 thì phải, không có một con dân nào để có thể ăn vàng ở đây cả. Mà dân ở nhà thì vẫn đang cắm ra để chơi, đang bị mất tay một chút với những con kỵ nhẹ đến từ Clement hát vào. Chúng ta hãy cùng đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên một chút. Hai game thủ của chúng ta đang nghỉ hơi lâu rồi, đang giải lao hơi lâu rồi với những đơn vị quân tích tụ như thế này. Kỳ Trần quyết định rằng là sẽ không lên 3. Anh ta quyết định sẽ ra châu quân đời hai hơn với cái số lượng quân như thế này. Cắt một dân ra, bắt đầu một dân ra ăn vàng rồi. Quyết định là một dân ra ăn vàng rồi. Với cái số lượng dân như này thì có lẽ anh ta vẫn có thể chuẩn bị lên 3 được rồi, bởi vì lượng thực đang gia tăng là rất nhanh ở đây. Ở đây là bốn con kỵ nhẹ đã làm quá tốt cái công việc của mình rồi. Bốn con kỵ nhẹ Clement ăn được khá khá dân đến từ Kiệt Trần.
Nhưng bây giờ Kiệt Trần đang có khoảng 14 con kỵ nhẹ ở đây. Thì liệu Clement sẽ bài thủ đi cho mình tên kỵ nhẹ này như thế nào? Khi mà Clement không có cho mình được những con giáo là quá nhiều. Và những con kỵ nhẹ này tiêu diệt đi là rất nhanh những con dân ở đây. Những con dân của Clement chỉ là một chọc mà thôi. Nó có được tăng đam đến từ... tăng tốc độ đánh đến từ con meter nữa cơ. Phía bên này thì Clement cũng vậy. Anh ta cũng có một đám kỵ nhẹ đang bắt đầu đi hát rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là không đủ. Đang bắt đầu lên đời 3 đến từ Kiệt Trần rồi. Với cái xưởng vũ khí hoàng gia này thì sẽ cho anh ta là những cái cơ giới furry, thậm chí là những con bombard đời 4. Nhưng mà anh ta sẽ phải cần thêm cho mình những cái lượng tài nguyên thực. Anh ta đang bắt đầu ăn hoang ở khu vực trước cửa nhà Clement cơ. Rất tự tin khi mà anh ta đã có cho mình những cái khu vực quan trọng rồi. Những cái đơn vị quân quan trọng ở đây. Bây giờ là anh ta rất nhiều kỵ nhẹ ở đây cơ. Anh ta nhiều kỵ nhẹ này, anh ta sẽ có thể thắng trong pha có bát này. Khi mà Clement chỉ có cho mình những con cung thủ ở đây mà thôi. Thì không biết Clement sẽ phải sống như thế nào đây khi mà chỉ có cho mình những con cung thủ. Không có cho mình những cái đơn vị quân, đơn vị giáo nào cả. Mà chỉ có, nếu có thì chỉ có một vài con. Một vài con là không đủ. Khi mà ở đây là rất nhiều những con kỵ nhẹ cơ. Cho sói cắn. Nhưng mà không sao cả. Đang bắt đầu đẩy quân khu vực nhà của Clement rồi. Clement ở đây bây giờ có lẽ anh ta sẽ phải chấm hết lại tại đây rồi. Bởi vì ở đây là quá nhiều những con kỵ nhẹ. Kiệt Trần có thể dùng những con kỵ nhẹ này để có thể ủi đi cho mình cái nhà chính này cơ. Nhưng mà liệu anh ta có quyết định là ăn dân hay là phá hủy cho mình cái nhà chính luôn hay không? Hay là chỉ đi harass cho mình những cái đơn vị dân mà thôi. Nhưng mà số lượng dân của Clement đang chỉ còn là 32. Với cái số lượng kinh tế ít ỏi như thế này thì có lẽ là đây là dấu chấm hết dành cho Clement rồi. Lượng dân đang chỉ còn là 31 mà thôi. Đơn vị quân không còn quá nhiều. Một đám kỵ nhẹ nữa đang bắt đầu được đẩy lên. Rất nhiều những con kỵ nhẹ. Clement đang chỉ còn 25 dân mà thôi. 25 dân này anh ta ăn hiêu này. Còn trong nhà chính hết là xong rồi. Anh ta không có quá nhiều khu vực ăn hoang, cũng như là cũng không còn quá nhiều dân để có thể ăn hoang nữa cơ. Vậy nên được nè. Có lẽ là đây là dấu chấm hết dành cho Clement trong trận đấu thứ hai này rồi. Kiệt Trần quyết định là sẽ đi lùng những khu vực ăn hoang khác. Nhưng mà có lẽ là Clement không còn dân để ăn hoang nữa rồi. Phía bên này thì sao? Clement cũng đang cắt suy cho mình những con kỵ sofa của mình. À, kỵ Sapahi của mình. Để đi harass. Nhưng mà Kiệt Trần, anh ta đánh rất tỉnh. Rất để ý. Anh ta chạy dần về luôn. Không cho Clement một chút cơ hội nào để có thể ăn cho mình được quá nhiều dân cả. Phía bên này thì sao? Clement đang bắt đầu mất rất nhiều dân ở đây. Anh ta mất cho mình rất nhiều dân rồi. Anh ta, lượng dân của anh ta hiện tại bây giờ chỉ còn là mười mấy mà thôi. Với cái số lượng ít như thế này thì cũng không còn, chỉ đủ để trốn cho nhà chính. Đúng tròn 15 con dân trốn cho nhà chính mà thôi. Bây giờ thì số lượng dân đến từ cái trần đang là 64 rồi. Bây giờ thì có lẽ là Clement cũng không còn dân để có thể phát triển kinh tế. Vậy nên là chiến thắng có lẽ rằng nó rất rõ ràng rồi. Bây giờ là những con kỵ đời 3. Những con kỵ nhẹ đời 3. Nó đang làm quá là hiệu quả. Bây giờ những con kỵ nhẹ đời 3 này thì có lẽ anh ta sẽ chọc luôn cả giáo. Bởi vì những con giáo đến từ Clement này đang chỉ là con giáo đời 2 mà thôi. Phá đi cho mình cái máy bắn đá đầu tiên. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không có quá tác dụng nhiều. Và chiến thắng dành cho
Kitchen.